Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ẩm thực Hà Nội. Lại là tôi, MC Diệu Anh đây. Tôi là người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng Diệu Anh tìm hiểu món ăn ngày hôm nay nhé. Bún đậu mắm tôm, món ăn vừa nghe đã thấy gần gũi giản dị với người Hà Nội. Nghe ngay là thấy ngay sự kết hòa hợp giữa bún đậu và mắm tôm. Chúng ta sẽ thấy một mẹt bún bao gồm rất nhiều thức ăn kèm như những miếng đậu rán vàng nóng hổi, những miếng chân giò được thái mỏng ra nửa nạc nửa mỡ, và không thể không nói đến những miếng chả cốm mềm hòa quyện với mùi thơm của cốm, món quà của lúa non. Chúng ta cũng có thể ăn kèm chúng với nhiều món như là dồi, nem rán. Bạn nghĩ đó tất cả rồi ư? Không phải đâu. Sự hoàn hảo của món ăn không phải ở những lá bún mềm hay những miếng đậu rán vàng nóng hổi, mà đặc biệt là ở bát nước chấm mắm tôm. Món ăn này không phải ai cũng ăn được. Có những người ban đầu ăn sẽ thấy khó chịu vì mùi của nó, nhưng khi bạn đã ăn, bạn chỉ có thể là nghiện mà thôi. Nếu bạn chưa từng thử món ăn này, đừng ngần ngại, tôi đảm bảo món ăn này sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.